Phú Yên nổi tiếng là một trong những điểm đến du lịch thu hút nhiều du khách. Với top 10 villa Phú Yên trong video ngày hôm nay của Tico Travel sẽ giúp bạn tìm ra được một nơi nghỉ dưỡng phù hợp nhất. 1. Rosa Alba Villa. Rosa Alba Villa là căn biệt thự tọa lạc ở resort đạt chuẩn 5 sao đẳng cấp và sang trọng bậc nhất Phú Yên. Biệt thự có tầm nhìn hướng biển thoáng mát, trở thành địa điểm nghỉ dưỡng được nhiều người lựa chọn. Villa sở hữu diện tích 396m², gồm 2 tầng với sức chứa tối đa 12 khách. Đặt chân đến Rosa Alba Villa, bạn sẽ ấn tượng với phong cách cực kỳ hiện đại với màu trắng là chủ đạo. Không gian thoáng đãng, được lắp đặt hệ thống cửa kính, ban công rộng. Bên cạnh đó, nội thất làm từ gỗ nâu tự nhiên được bố trí cực kỳ hợp lý. Trước villa là hồ bơi ngoài trời 40m², cho bạn thỏa thích tận hưởng những phút giây thư thái và sảng khoái. Đặc biệt, khu vực sân vườn với thảm cỏ xanh, những hàng dừa đong đưa mang đến cảm giác cực kỳ mát mẻ. Trong quá trình nghỉ dưỡng tại villa, bạn cũng có thể được trải nghiệm đầy đủ các tiện ích cao cấp khác như nhà hàng, quầy bar, phòng gym để có một kỳ nghỉ trọn vẹn hơn. 2. Villa Hòa Lợi. Được biết đến là thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp nằm ngay sát biển, villa Hòa Lợi được khách nghỉ dưỡng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Sở hữu vị trí đắc địa, villa có tầm nhìn hướng ra đại dương xanh mát. Villa Hòa Lợi cung cấp hệ thống các bungalow tiện ích rộng rãi, mỗi phòng khoảng 200m², bố trí nhiều giường có thể lưu trú được từ 8 đến 10 khách. Thiết kế villa nổi bật theo dáng chữ A độc đáo, hoàn toàn từ gỗ, cho cảm giác gần gũi và thân thuộc. Không gian trong mỗi căn phòng được thiết kế tối giản, chú trọng vào các dịch vụ nghỉ dưỡng. Toàn khu villa có hồ bơi chung, bãi tắm riêng cho bạn thoải thích trải nghiệm. Khu vực nhà hàng ẩm thực chuyên phục vụ các menu các món đặc sản của Phú Yên nói riêng và món ăn Việt Nam nói chung, do chính các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến. 3. Quê Tôi Village. Quê Tôi Village là điểm nghỉ dưỡng thu hút, sẽ mang đến cho bạn một không gian nghỉ dưỡng yên bình bên bãi biển trong xanh. Villa nghỉ dưỡng nổi bật với phong cách thiết kế Địa Trung Hải, đan xen với hình ảnh quê hương mộc mạc, đem lại cho khách lưu trú một không gian tuyệt vời. Hầu hết phòng nghỉ đều được tô điểm bằng tông màu trắng tối giản, cùng với đó là nội thất làm từ vật liệu gỗ tre đá. Không gian sân vườn Quê Tôi Village rộng rãi, phù hợp để dạo chơi hoặc tổ chức các buổi tiệc nướng ấm cúng cùng gia đình và bạn bè. 4. Sao Mai Beach Villa. Tọa lạc tại ven biển Tuy Hòa, Sao Mai Beach Villa từ lâu đã trở thành điểm nghỉ chân hoàn hảo. Tận dụng những ưu ái mà thiên nhiên dành tặng và cảnh quan thơ mộng, villa sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và làm hài lòng du khách nghỉ dưỡng tại đây. Với phong cách sang trọng pha lẫn truyền thống, Sao Mai Villa chắc chắn sẽ mang tới cho bạn không gian lưu trú tuyệt vời nhất. Nội thất gỗ là chủ yếu, mang đậm chất cung đình sang trọng, có đầy đủ tiện nghi hiện đại. Villa Sao Mai có diện tích rộng 450m², gồm 3 phòng ngủ, phòng khách rộng rãi, cùng với đó là phòng bếp đầy đủ dụng cụ nấu nướng cho bạn thỏa thích trổ tài nấu ăn của mình cho gia đình. 5. Stellia Beach Villa. Stellia Beach Villa là căn biệt thự hứa hẹn đem đến cho cả gia đình bạn một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn như mong đợi. Đến với Stellia Beach Villa, bạn sẽ được tận hưởng một không gian thư giãn tuyệt vời giữa rừng dừa hoang sơ trải dài theo bờ biển. Căn villa mang phong cách kiến trúc đậm nét Địa Trung Hải, sở hữu diện tích 250m², gồm 4 phòng ngủ và 1 phòng khách. Mỗi phòng ngủ thiết kế dựa theo vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết của cây cối và hoa lá với kiến trúc Santorini, tạo không gian ấm áp, thư thái và yên bình cho bạn khi tới đây. Không gian các phòng của villa rất thoáng mát, nội thất cao cấp, trang trí bắt mắt, ngoài hiên có sofa bed để thư giãn. 6. Xenia Village Bãi San Hô. Xenia Village Bãi San Hô sở hữu khuôn viên cực kỳ rộng rãi, hướng biển, là nơi cho bạn những giây phút thư thái hoàn hảo để quên đi bộn bề của cuộc sống. Các biệt thự được thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đơn giản, nguyên sơ của thiên nhiên Phú Yên với nhiều view khác nhau như hướng ra cánh đồng lúa, hướng đại dương và hướng núi đồi hùng vĩ, giúp các biệt thự kết nối được với thiên nhiên. Một villa diện tích rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ tiện nghi. Hơn hết, tại đây còn có khu bếp đầy đủ dụng cụ để bạn có thể tổ chức party và nấu nướng cho gia đình. 7. Gành Đỏ Villa. Gành Đỏ Villa nổi bật với không gian rộng rãi, hưởng chọn không khí mát lành trong trẻo của biển cả. Nơi đây là điểm nghỉ dưỡng thích hợp cho những ai đang muốn tìm chốn yên bình. Villa có thiết kế đơn giản, mang đậm phong cách truyền thống, nội thất được làm hoàn toàn từ gỗ, cung cấp đầy đủ mọi trang thiết bị cơ sở vật chất. Vì thế, phòng nghỉ toát lên vẻ đẹp khang trang, sang trọng nhưng cũng vô cùng ấm cúng. Villa Gành Đỏ luôn hỗ trợ du khách nghỉ dưỡng tổ chức các bữa tiệc, sự kiện lớn nhỏ, đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách. 8. Sala Villa. Nếu muốn thả mình trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đầy tiện nghi và có view biển, thì Sala Villa Tuy Hòa chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Nổi bật với thiết kế sang trọng đẳng cấp châu Âu, đầu tư hệ thống nội thất cao cấp, villa hứa hẹn cho bạn một không gian nghỉ dưỡng tốt nhất. Trong mỗi căn phòng tại đây đều được bố trí các màu sắc đan xen giữa màu trắng, gỗ, vàng, kỳ nhãn mắt.
bơi ngoài trời để vui chơi giải trí, còn là nơi tổ chức các bữa tiệc thân mật và hội cúng của gia đình và người thân. 9. Nhất Tự Sơn Villa. Nhất Tự Sơn Villa là nơi nghỉ dưỡng tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào của phố thị, nằm ngay cạnh làng chài Mỹ Hải. Villa nằm ẩn mình dưới những hàng cây xanh, có tầm nhìn hướng ra bãi biển cát trắng nắng vàng. Với diện tích 800m² gồm 8 phòng nghỉ, có phòng riêng biệt yên tĩnh dành cho hai người. Bên trong căn villa được trang trí sang trọng với nội thất chủ yếu là gỗ, có đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Nhất Tự Sơn Villa phục vụ khách lưu trú các dịch vụ tốt nhất, vậy nên khi đến đây bạn sẽ được trải nghiệm những bữa dã ngoại picnic ngay trong khuôn viên. Đặc biệt bạn cũng có thể đạp xe một vòng quanh villa để tận hưởng không khí trong lành của biển cả và tham quan các hòn đảo sinh thái bằng cano. 10. Blue Coconut Villa. Blue Coconut Villa nằm cạnh bãi biển hoang sơ, bình yên, trở thành nơi thích hợp cho những ai đang muốn trốn khỏi những bộn bề nơi thành thị. Khu villa được bao quanh bởi rừng cây xanh cùng đại dương bát ngát. Villa sở hữu lối kiến trúc đơn giản với các vật liệu chủ yếu từ thiên nhiên gần gũi mang đến cảm giác thoải mái nhất. Hệ thống các phòng nghỉ tinh tế, thanh lịch, có đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Ngoài ra, Blue Coconut Villa còn có hồ bơi riêng rộng rãi, nhà hàng món ngon cho bạn một kỳ nghỉ khó quên nhất. Trên đây là top 10 villa phổ biến mà Tico Travel chia sẻ. Mong rằng đã cung cấp cho bạn một số thông tin hữu ích. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé.